Anh nhấp môi một tí thôi nhá. Đây là mình vào nhà chơi thì chứ có mời một chén rượu đây các bạn thấy chưa, trên này chỉ toàn uống rượu bằng bằng chén như thế này thôi nên là chén vại thôi. Chào mọi người, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái cuộc sống thăm bản với Hơ Mông này. Đây, lần này mình vừa đi thì gặp em chữ Mỹ chữ vừa đi cày về. Đây, em mới vác cái cày ở đây, con bò đó. Ở đây cái cày thì thường có cày vào buổi trưa đúng không chứ? Về cày vào buổi trưa đúng không? Thế sao không để chiều chiều mát rồi đi cày? Rồi, chúng ta sẽ cùng lên nhà chú chơi nhé. Quay. Rồi, đường lên dốc. Đường lên dốc đá đấy các bạn. Rồi, quay lên video. Hả? À, quay phim để cho lên mạng, internet. Làm những video thì luôn đảm bảo là chất lượng nó sẽ là cao nhất. Mới để toàn để chế độ 4K thôi. Cho các bạn xem. Ôi chèo rụng mình quá. Chứ có, nhà chứ có mấy cháu à? Mấy vợ được mấy cháu à? Hai cháu được cơ. Rồi. Đây. Rồi mình cũng phải thăm nhà chứ nhé. Mệt quá, lâu không leo dốc. Bạn người Hơ Mông mình đi đâu cũng mệt quá các bạn. Bò, con bò to đấy nhỉ. Bò này là bò cũng bò non thôi đúng không? Chứ không phải là bò to kìa. Nhà có mấy con bò chứ? Dạ. Ba bốn con rồi. Đấy cũng nhiều bò đấy nhỉ. Đây à, nhà đây à? À. Đây mọi người nhìn thấy nhà chưa nhỉ? Ờ, mình sẽ cùng hết không? Đây à, con đây à? Đây à? Bé này à? Ồ, mặt tròn vo này. Bị làm sao đấy, chán đi làm sao ấy này. Ồ. Xem nhá, rơi xuống bể lớn cười khì khì kìa. Chán đi làm sao này, ngã à, bị ngã này, đi cho đi kẹo nhá. Rồi. Để. Bé này ăn được chưa? Để. Mình cho nó cầm chơi nhá. Sang nha. À. Đây. Ở đây của bà là. Thôi đâu, đi vào nhà nào, đường nào ấy. Đây, chứ về nhà là buộc bò. Đâu. Đi vào được không đây? Chú ơi. Đi vào được không? Mở cái gì ấy? Này hả? Ồ, ôi ôi. Lắp hiện đại quá. Đây. Để làm cái này để chỗ đỡ gà ra ngoài đúng không? Chỗ này ghê quá. Nhà chú nhà
chứ 3 con bò. Ôi nhiều gà chưa? Đây. Rất nhiều gà nhá, toàn gà đen. Bò ở đây nuôi chỉ có cho cắt cỏ về thái thôi chứ không thải nhá. Ui chó. Chết, em lại trông chó cho mình. Ôi, mình đi vào trong nhà đây. Đâu nhỉ? Ôi, tối quá các bạn. Rồi, bật flash lên nha. Rồi, đây. Flash nó hơi tối thì các bạn. Ôi đây. Ủ ngô à? Em ơi. Đây ủ hình như là ủ rượu. Đây ủ ngô cho lên men để làm rượu hay sao? Này mình không rõ. Phải không? Phải cái này làm rượu không? Phải. Đây. Mình sẽ đi một vòng nhà chứ nhá. Ôi nhiều thịt lợn treo thế. Này. Hoàn thì chưa? Đây. Con lợn này to đấy các bạn. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Thấy cái đầu chưa? Đây. Thịt lợn quá to. Đấy. Nhà có thịt lợn treo. Ôi. Nhiều ngô hay này. Nhiều ngô chưa? Đây một dàn nhá. Đây. Đây nữa. Và đây nữa. Đây. Như kiểu mình ở trồng lúa là được nhiều bao ấy bạn. Quay một tí. Được rồi. Đây đây là cho ấy à, cho lợn à. Phải không? Cho lợn ăn à? Đây cái chảo để nấu. Cái gì đấy, bột ngô. Nhìn như mèn mén đấy nhỉ. Đây đây cũng cho lợn à? Cho lợn. À. Đây mọi người thấy bà con người ta có cái máy này cũng nhàn đi rồi. Máy để thái cái này thái để cho ngan à hay là cho lợn đúng không? Nhưng mà ghê lắm, nhà máy như này ghê lắm. Này, rất là sắc. Cho vào đây đúng không? Cho vào đường này. Đấy. Ồ nhau cái này quay tay thôi các bạn ạ. Đây này. Chứ không phải bằng motor nhưng mà cũng đỡ hơn rồi. Đây, nhà có. Đây là vợ chứ à? Phải. À. Đây, nhà có hai cháu rồi đấy. Không biết là chứ không nhớ sinh năm bao nhiêu nữa. Quay gió. Đây là cái cảnh xung quanh nhà chứ đây. Đây, chim bồ câu đây các bạn. Nhiều chưa? Rồi, sẽ vào nhà tiếp nhá. Rồi. Ôi, đây một ngã. Đi vào nhà đi. Đây, nấu nhà nấu rượu à? Nhà nấu rượu. À. Nấu để uống hay để bán? Nấu uống. Uống thôi đúng không? Đây cái này là rượu đúng không? Để nấu rượu đúng không? Nhà nhiều ngô nhỉ? Nhiều ngô. Đấy trên này đầy. Nhiều ngô quá. Đây này. Ngô đầy nhà. Nhà có thịt lợn treo. Ai. Rượu á? Hả? Không không, anh không uống rượu đâu. Không 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 uống đâu. Đây này, đây. Đấy mình đang tìm là cái khung cửu dệt vải đấy. Đây này. Đây. Các bạn nhìn chưa? Cái vải lanh đây này.
Cái này dệt lâu chưa chứ? Dệt lâu rồi đúng không? Thế bây giờ không dệt nữa à? Ấy nhưng mà bây giờ không dệt nữa à? Hả? Tối mới làm đúng không? Ồ, thế mình muốn đi quay bà con làm dệt vải này này. Ờ. Nhưng mà lại buổi tối người ta mới tranh thủ làm cơ. Chứ ban ngày thì đây này. Rồi, mình tiện mình quay luôn cái chi tiết này. Đây này, cái này làm bằng cái tre vót. Vót đi tre. Đây cũng bằng tre. Đây. Mình cũng chẳng biết là gọi à đây là khung cửu gì nữa. Đây, cái chân móc vào chỗ này kéo. Nói chung cái này truyền lại từ lâu rồi. Ở đây nhà chứ còn có cái máy. Máy sắt thóc. Máy sắt thóc. Đúng không? Ngồi sắt thóc. Đây mini. Này. Nghiền ngô ấy các bạn ạ. Vì cái này trên này cũng có trồng lúa đâu mà có thóc đúng không? Nghiền ngô thôi các bạn, mình nhầm một chút. Đây, đủ rượu ở đây này. Hơi tối một tí thôi. Ôi dồi, gà. Không uống đâu, anh không uống đâu. Thôi không uống đâu. Không phải rót đâu. Không phải uống đâu. Không uống đâu. Mình chơi vào quay ăn nhà tí thôi mà. Cho quay lên cho các bác ở dưới vùng xuôi xem là ở trên này mình cuộc sống của mình thế nào. Đi ơi. Các bạn thấy chưa? Đi. Ba con lợn. Đó. Đi. Ấy đi làm gì cứ làm đi. Ôi. À thôi, anh nhấm môi một tí thôi nhá. Đây. Là mình vào nhà chơi thì chứ có mời một chén rượu. Đây các bạn thấy chưa? Trên này chỉ toàn uống rượu bằng chén như thế này thôi. Nên là chén vại thôi. Đây, rồi. Rồi, mời mọi người nhá. Mình nhấm môi thôi. Rượu nặng lắm. Rồi. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi. À rồi, bắt tay cả nhỉ. Rồi, hôm nào lại vào nhà chơi tiếp nhỉ. Ở đâu, bé này chưa được kẹo đấy. Rồi. Đây, bé này con nhà nào? Con của ai? Bé này con của ai? Con nhà đây. À. Ủa, nhà đông anh em nhỉ? Thế nhìn gia đình mấy người đấy? Gia đình có mấy người đấy? Ba. Ở trong nhà gia đình này là mấy người? 12 người. Ôi dồi. Họa thì nhà chỉ có 12 người. Ở trong một có nghĩa sống cả 3 thế hệ. 3-4 thế hệ là gồm 12 người. Các bạn thấy thế nào? Rồi. Đây nha, mọi người là đây mọi người thấy rồi là khi các bạn mà được lên đây mà có dịp mà được lên đây ấy, thì khi vào nhà ở gửi chân ra đây đấy thì người ta sẽ không rót nước chè đấy, có nghĩa là người ta sẽ lấy rượu và mời để thay vào nước chè đấy, nên các bạn nào uống được thì không uống được thì cứ từ chối. Đấy, không sao cả, như mình thì mình không uống được, mình từ chối, mình cũng vẫn phải chặn. Đấy. Thôi, chứ bắt đầu đi ấy rồi, đi làm. Thôi, mình xin dừng video tại đây. Các bạn thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn. Chào nào, vẫy tay chào nào. Vẫy tay chào nào, bé. Vẫy tay như này này. Vẫy tay chào nào. Vẫy tay. Vẫy như này này. Rồi. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi.